Thưa quý vị, thưa các bạn, hoạt động xúc tiến thương mại sẽ được Hiệp hội Doanh nghiệp ngành chế biến gỗ thực hiện đồng bộ, có chiến lược bài bản và cụ thể hơn trong năm 2019 để tận dụng hiệu quả những lợi thế mà Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP đem lại. Ở góc độ khác, cùng với việc phát triển mạnh thị trường xuất khẩu, các doanh nghiệp ngành gỗ cũng cần đẩy mạnh xúc tiến thương mại phát triển một thị trường được xem là đầy hấp dẫn, rộng lớn, đó là thị trường trong nước. Ngành chế biến gỗ đã có sự bứt phá ngoạn mục. Cách đây 15 năm, kim ngạch xuất khẩu gỗ chỉ đạt mấy trăm triệu đô la Mỹ thì đến năm 2018 đã đạt gần 9,4 tỷ đô la Mỹ. Kết quả này có được nhờ sự quan tâm và hướng đi đúng đắn về chủ trương đẩy mạnh xuất khẩu của nhà nước cùng các bộ ngành liên quan. Quan trọng hơn là chính bản thân các doanh nghiệp đã chủ động cải tiến mẫu mã và chất lượng để nâng cao sức cạnh tranh, thâm nhập vào các thị trường khó tính cùng góp phần đưa ngành gỗ phát triển là hoạt động xúc tiến thương mại. Thời gian qua, hoạt động này đã được Chính phủ, Bộ Công Thương và các địa phương chú trọng, đầu tư thỏa đáng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường trong và ngoài nước. Chúng ta có một kim ngạch xuất khẩu vượt con số kế hoạch, tức là khoảng 9,4 tỷ đô la Mỹ. Tôi muốn nói một cái thành quả, đó là chúng ta đã có một số sản phẩm có thiết kế mẫu mã tốt, được thị trường khó tính chấp nhận. Và việc thứ hai đó là cái việc chuyển giao công nghệ từ các viện, các trường, các kỹ sư, các nhà nghiên cứu đến với thị trường xuất khẩu sản xuất ở bước đầu tốt. Và đặc biệt cái điều chúng ta đang đứng trên bằng chân của mình, đó là chúng ta đã các sản phẩm xuất khẩu gỗ hay là sản phẩm tiêu dùng ở Việt Nam, phần lớn tuyệt đại bộ phận là rừng trồng. Hiện nay thị trường chính của mình là đang của công ty Nano là đang sản xuất chủ yếu sang thị trường Mỹ và một phần sang Canada. Nhưng mà từ năm 2019 thì chúng mình sẽ tập trung mở rộng thêm cho cái thị phần của nội địa và các cái sản phẩm chất lượng tốt để xuất khẩu để phục vụ bà con Việt Nam mình, để cho người dân Việt Nam được tiếp cận với những cái thiết kế mới và những cái sản phẩm tốt mà thị trường thế giới đang tiêu dùng. Theo như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 thì chúng ta trở thành một trong những nước sản xuất, là một trung tâm đồ gỗ nội thất lớn của thế giới. Thì để cho chúng ta làm thực hiện được việc đó thì ngoài cái việc là sản xuất thì chúng ta phải đẩy mạnh cái việc trồng rừng và hỗ trợ về bà con cùng như các doanh nghiệp trồng rừng. Hiện nay, nếu so sánh về mặt thị phần tại thị trường nội địa giữa sản phẩm gỗ Việt Nam với sản phẩm nhập ngoại, hàng Việt Nam luôn chiếm ưu thế, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người tiêu dùng từ thành thị tới nông thôn. Tuy nhiên, mặc dù chiếm thị phần lớn, song sức cạnh tranh về thực tế lâu dài kém hơn hàng ngoại nhập, mà nguyên nhân chủ yếu là chất lượng, mẫu mã và giá thành sản phẩm. Thực tế trên thị trường, một số sản phẩm đồ gỗ nội địa chất lượng, mẫu mã chưa đa dạng, song lại có giá bán cao hơn cả hàng ngoại nhập. Tại Việt Nam, 90% đến 95% các cái công trình đều là do các công ty Việt Nam sản xuất và sử dụng đồ gỗ của Việt Nam. Và chúng ta đã xuất khẩu cả được những công trình đó ra nước ngoài. Đó là bằng chứng những cái thành công của AA khi thực hiện các công trình ở các nước trong vùng và thậm chí ở Mỹ hay vùng Caribbean. Thì tôi cho rằng cái ngành gỗ về cái thị trường nó rất là lớn, và để Việt Nam có thể đóng góp càng ngày càng nhiều hơn nữa trong cái việc cung ứng cho cái thị trường xuất khẩu cũng như trong thị trường trong nước, thì các doanh nghiệp Việt Nam phải luôn luôn phải thay đổi về công nghệ, phải luôn luôn đi đầu trong vấn đề sáng tạo và tìm hiểu về thị trường. Nhu cầu về sản phẩm đồ gỗ còn rất lớn. Do đó, thị trường trong nước là vấn đề mà ngành lâm nghiệp rất quan tâm bởi sự ổn định và bền vững. Để phát triển thị trường gỗ nội địa thời gian tới, ngành gỗ sẽ triển khai nhiều giải pháp để khuyến khích, thúc đẩy sản xuất chế biến đồ gỗ, không chỉ phục vụ xuất khẩu mà đáp ứng cả nhu cầu tiêu dùng tại thị trường nội địa. Các hoạt động xúc tiến thương mại trong nhiều năm nay đã được Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam thực hiện thường xuyên, liên tục để tìm kiếm thị trường, nguồn cung nguyên liệu cho các doanh nghiệp. Việc xúc tiến thương mại ngay tại nội địa trong năm 2019 cũng được quan tâm hơn. Theo đó, cùng với việc tổ chức triển lãm quốc tế VIFA Expo, triển lãm nội địa VIFA Home sẽ được tổ chức trong tháng 5 năm 2019. Ngành gỗ sẽ đẩy mạnh xúc tiến thương mại qua thương mại điện tử, từng bước nâng cao năng lực tiếp cận, marketing và thiết kế gian hàng trên các sàn thương mại điện tử để tiếp cận khách hàng. Về mặt chiến lược trong cái thời gian sắp tới, thì Hiệp hội của chúng tôi mong muốn rằng
Chính phủ đưa cái ngành chế biến gỗ này trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của quốc gia dựa trên ba cái cột trụ lớn. Thứ nhất là máy móc và công nghệ phải được phát triển và thay đổi thì nó mới có thể phát triển được. Cái thứ hai là dựa trên cái nguồn gỗ bền vững. Và cái thứ ba là dựa vào cái hội nhập sâu rộng vào cái thị trường quốc tế. Công tác làm marketing rất quan trọng. Trong tương lai chúng tôi hy vọng rằng với sự hỗ trợ của nhà nước và với nhiều doanh nghiệp khác, chúng ta sẽ làm thay đổi hình ảnh đó bằng cách là chúng ta có nhiều trung tâm hội chợ triển lãm đủ tầm cỡ. Tiếp đà xuất khẩu ấn tượng từ năm 2018, 4 tháng đầu năm 2019, kim ngạch xuất khẩu lâm sản ước đạt 3,278 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2018. Nhiều doanh nghiệp khẳng định các đơn hàng xuất khẩu đã được đối tác nhập khẩu chốt đến hết năm 2019. Điều này cho thấy mục tiêu kim ngạch 11 tỷ đô la Mỹ của ngành trong năm nay là hoàn toàn khả thi. Ngành gỗ được nhà nước cũng như các bộ ngành đánh giá là ngành gỗ là một trong ngành công nghiệp xuất siêu. Chúng ta sử dụng nguồn gỗ trong nước rất hiệu quả, đến 70% là gỗ trong nước để tham gia trong cái việc xuất khẩu và tiêu thụ nội địa. Vì cái công nghiệp xuất khẩu nó mạnh như vậy, nó là cái bàn đạp cho gỗ nội địa chúng ta phát triển rất nhanh chóng. Hầu hết hiện nay chúng ta đã đảm được 80% sản phẩm gỗ nội địa là tiêu thụ ở Việt Nam. Cái sản phẩm nước ngoài đưa vào đây là chỉ còn 20%. Chúng tôi có thể đạt 10,5 tỷ hoặc 11 tỷ trong năm 2019. Tiềm năng thị trường nội địa là rất lớn. Hiện quy mô thị trường Việt Nam đã đạt mức gần 100 triệu người. Cùng với đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội ngày càng phát triển, sẽ đem lại cơ hội lớn cho các doanh nghiệp ngành gỗ ngay tại sân nhà. Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Sự cạnh tranh diễn ra ngày một khốc liệt. Do vậy, để phát triển bền vững trên cả bình diện thị trường trong nước và xuất khẩu, doanh nghiệp ngành gỗ sẽ phát huy hết nội lực, đẩy mạnh nghiên cứu, tổ chức lại khâu sản xuất để sản xuất ra những sản phẩm có chất lượng, đa dạng về mẫu mã, chủng loại, giá cả phù hợp với thị hiếu, tập quán người tiêu dùng, xây dựng mô hình liên kết trong tiêu thụ sản phẩm, tăng cường hơn nữa các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường.